Quý vị thân mến, cho đến nay, gần như mọi người không còn nghi ngờ gì nữa về nỗi kinh hoàng của người dân Campuchia trong khoảng thời gian 1975-1979 mang tên Khmer Đỏ với họa diệt chủng, thì các hành vi tội ác của Khmer Đỏ liên quan tới chuyện làm nhục phụ nữ phần lớn lại bị bao phủ trong bóng đêm và im lặng. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 6 năm 2014, dự án Người bảo vệ Campuchia đã phát hành một loạt báo cáo về các cuộc phỏng vấn hơn 100 người sống sót thuộc các dân tộc Việt, Khmer Krom, Khmer Islam và Cham Muslim ở 6 tỉnh, vẽ nên một bức tranh sống động về các tội ác của Khmer Đỏ trong thời gian chúng cai trị Campuchia. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong video sau đây. Không chỉ diệt chủng đồng loại, Khmer Đỏ còn ép phụ nữ thỏa mãn thú vui giường chiếu đáng sợ hơn quỷ dữ. Tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ với hàng nghìn hộp sọ được khai quật trên các cánh đồng chết hiện đang là lời nhắc nhở về chế độ bệnh hoạn đã giết chết 2 triệu người Campuchia. Nhưng một thực tế là phần lớn các tội ác như hôn nhân cưỡng ép hàng loạt, cưỡng hiếp trong hôn nhân và cưỡng bức mang thai vẫn chưa được quan tâm. Việc các tội ác nói trên bị chậm xét xử tại các tòa án hình sự quốc tế ngoài đời thực khiến nạn nhân của bạo lực bất bình đẳng giới tiếp tục đau khổ trong im lặng. Bạo lực tình dục dường như là một phương pháp khác mà Khmer Đỏ dùng để đàn áp các dân tộc thiểu số. Những người dân tộc thiểu số đôi khi trở thành mục tiêu cho các cuộc thanh trừng. Trong những trường hợp phụ nữ thuộc các dân tộc thiểu số bị giết chết, nhiều nhân chứng cho biết trước đó họ thường bị cưỡng hiếp, bản báo cáo cho biết. Nhà nghiên cứu Rochelle Brab của chương trình cho biết thêm, hôn nhân bắt buộc cũng được Khmer Đỏ sử dụng như một vũ khí để kết hợp các cộng đồng người lại với nhau. Bản báo cáo cũng cung cấp những câu chuyện khủng khiếp về việc một cô gái dân tộc Khmer Krom bị làm nhục và cắt ngực. Một trường hợp man dợ khác, Khmer Đỏ đã cắt đứt tay chân của nạn nhân sau khi cô gái bị cưỡng hiếp. Một người Khmer theo đạo Hồi đã kể rằng có khoảng 10 người phụ nữ của dân tộc mình đã bị ép làm nô lệ giường chiếu trong 7 ngày. Một nhân chứng người dân tộc Khmer Krom cho biết, khi một dân tộc thiểu số bị nhắm mục tiêu thanh trừng, phụ nữ của dân tộc này thường sẽ bị làm nhục đầu tiên. Có khoảng 400 đến 500 phụ nữ sống với tôi. Tất cả trong số họ đều bị giết chết trong 3 ngày. Tôi thấy rất nhiều phụ nữ từ đơn vị của tôi bị đưa đi đâu đó và tất cả họ đều bị làm nhục tơi bời trước khi giết. Một người Khmer Krom khác kể lại. Một tội ác khác của Khmer Đỏ chính là buộc phụ nữ của các dân tộc thiểu số kết hôn với người mới, những người được nhận thức đến từ giai cấp tư sản thành thị. Nhiều báo cáo đã ghi nhận việc cưỡng ép hôn nhân của các nhóm người Chăm theo Hồi giáo với người Khmer. Trong thời gian đó, họ buộc chúng tôi không được kết hôn với người Chăm, trong khi chúng tôi là người Chăm, một nhân chứng kể. Theo bà, các cán bộ Khmer Đỏ nói bà cần phải có một người chống Khmer và dưới chế độ Campuchia Dân Chủ, tất cả mọi người đều là người Khmer. Sáng ngày 7 tháng 6, tờ ABC News xuất bản bài báo có tựa đề Câu chuyện người hầu gái không hoàn toàn hư cấu, cưỡng ép mang thai dưới thời Khmer Đỏ của nhà báo Erin Henley. Để có một góc nhìn đa chiều về tội ác diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ trong con mắt của người phương Tây, chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị bản lược dịch bài viết này. Đêm tân hôn man dợ dưới thời Khmer Đỏ. Với mái tóc đen ngắn búi sau tai, nhân chứng giấu tên đưa lời khai tại tòa án xét xử tội ác của Khmer Đỏ vào năm 2016 và nói về đêm tân hôn của cô. Đêm cô bị cưỡng ép rất dã man. Đó là một bí mật cô giấu kín trong 40 năm. Giống như hàng nghìn cặp vợ chồng dưới thời Khmer Đỏ, nhân chứng đã buộc phải kết hôn với một người lạ trong một đám cưới tập thể. Khi cô từ chối kết hôn, một chỉ huy Khmer Đỏ đã rút súng bắn cô và làm nhục cô một cách tàn bạo. Tôi đã phải cắn môi và rơi nước mắt. Nhưng tôi không dám gây ra tiếng động vì tôi sợ mình sẽ bị giết, cô nói. Tuy nhiên, hầu hết các nạn nhân của Khmer Đỏ đã phải phục tùng mà không cần một khẩu súng chĩa vào đầu. Cán bộ Khmer Đỏ sẽ đứng bên ngoài túp lều vào ban đêm, lắng nghe để chắc chắn rằng các cặp vợ chồng mới cưới đã quan hệ. Đó là một kiểu cưỡng dâm mà cả nam lẫn nữ đều là nạn nhân và nhà cầm quyền là hung thủ. Họ được yêu cầu phải sinh ra một đứa trẻ cho Angka, một tổ chức quân sự và chính trị toàn diện theo tư duy của Khmer Đỏ. Khmer Đỏ rõ ràng muốn thêm người. Chúng hy vọng rằng với hôn nhân cưỡng ép sẽ tăng dân số từ 8 triệu lên 20 triệu người. Trong một nghiên cứu về tác động của hôn nhân cưỡng ép dưới thời Khmer Đỏ có tựa đề Lagos Chain Body, một nhân chứng cho biết họ bị đối xử như một động vật. Chúng tôi buộc phải giao phối như chó mèo.
Nghiên cứu cho biết, chính sách quan hệ vợ chồng được thi hành dưới thời Khmer Đỏ đã tước đi quyền lựa chọn và đồng thuận cơ bản của con người. Khi làm như vậy, nó đã trở thành một nền văn hóa cưỡng hiếp và lạm dụng, bình thường hóa bạo lực tình ái thông qua chính sách của nhà nước và đi kèm sự trừng phạt. Nhiều phụ nữ sống dưới chế độ Khmer Đỏ đã không muốn mang thai vào thời điểm đó do họ đói và bị ép lao động khổ sai. Một cô dâu dưới thời Khmer Đỏ đã nói về sự đau lòng của mình sau khi cô cảm thấy em bé ngừng di chuyển trong bụng mẹ. Cô đã có một thai chết lưu khi bị bệnh sốt rét. Sue Stazinsky, luật sư đại diện cho các nạn nhân và đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa bạo lực tình ái đến tòa án, nói rằng đó là một thực tế tồi tệ đối với các bà mẹ. Những người mang thai mang gánh nặng sinh con mà họ không muốn đã phải vật lộn với những đứa trẻ. Họ phải đối mặt hàng ngày với sự nhắc nhở về tội ác chống lại họ bởi sự tồn tại của chúng. Nhưng mặt khác, họ vẫn phải yêu thương con mình. Mang thai cưỡng bức hiện tại vẫn là một tội ác chưa bị trừng phạt tại tòa án quốc tế. Điều đó có nghĩa là một số tội ác tàn bạo và nghi thức man dợ của Khmer Đỏ đã bị bỏ qua. Phụ nữ bị buộc phải chứng kiến hoặc chịu đựng các thí nghiệm y tế được thực hiện bởi Khmer Đỏ khi họ mang thai. Nhân chứng nói tiếp, các thí nghiệm này được cho là để tạo ra thế hệ chiến binh kế tiếp, trung thành phục vụ cho Anka. Đáng ghê sợ hơn là một số nhân chứng đã thấy binh lính Khmer Đỏ cắt cổ phụ nữ sau khi họ sinh con. Đây được coi là hỗn hợp của sự mê tín và mục tiêu có hệ thống nhằm cắt đứt mối quan hệ giữa đứa trẻ và những người sinh thành ngay từ lúc sơ sinh. Những đứa trẻ được Anka nuôi dạy từ sơ sinh sẽ trở thành những chiến binh trung thành nhất theo tư duy của Khmer Đỏ. Đối với một số người sống sót, tòa án xét xử Khmer Đỏ đã xoa dịu phần nào vết thương khi đưa các cuộc hôn nhân cưỡng bức ra khỏi bóng tối và cất tiếng nói về sự đau khổ của người phụ nữ Campuchia dưới thời Khmer Đỏ. Tuy nhiên, trên thế giới, ở đâu đó người ta vẫn bao biện về sự hà hơi tiếp sức cho chế độ diệt chủng Khmer Đỏ là nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc xâm lược tưởng tượng đe dọa sự tồn tại chính thể của họ. Đây là sự phủ nhận của lịch sử, phủ nhận tội ác đã được toàn thế giới xác định và một sự xúc phạm đối với hàng triệu người Campuchia và Việt Nam đã đổ máu bởi chế độ diệt chủng tồi tệ nhất trong giai đoạn cuối của thế kỷ 20. Trong gần 4 năm cai trị Campuchia, từ tháng 4 năm 1975 tới tháng 1 năm 1979, chính quyền Khmer Đỏ gây ra cuộc thảm sát man dợ bậc nhất thế kỷ 20. Hơn 3 triệu người Campuchia thiệt mạng trong thời gian kéo dài 3 năm 8 tháng 20 ngày, từ năm 1975 đến năm 1979. Dưới sự lãnh đạo của Pol Pot, Khmer Đỏ nỗ lực đưa Campuchia trở lại thời Trung Cổ, buộc hàng triệu người phải bỏ thành thị về sống trong các công xã nông thôn. Chương trình cải tạo xã hội gây ra hậu quả thảm khốc, nhiều gia đình chết cả nhà vì bị hành hình, đói, bệnh và lao lực. Xã hội bị cải hoán theo mô hình cánh tả cực đoan, Pol Pot và đồng bọn biến Campuchia thành một xã hội nông nghiệp hoang tưởng, không sách vở, không tiền bạc. Pol Pot tìm mọi cách xóa sổ trường học, hủy hoại văn hóa truyền thống, không để trí thức có cơ hội ươm mầm phát triển. Người dân Campuchia những tháng ngày ấy chỉ biết sống trong lầm than, tuyệt vọng. Họ tìm cách vượt biên sang các nước khác để thoát khỏi địa ngục. Người trốn không thành bị bắt lại, kẻ thoát đi thành công kể lại những câu chuyện man dợ diễn ra như cơm bữa bên trong đất nước. Song song với việc tàn sát trong nước, Khmer Đỏ tìm cách tấn công các nước láng giềng. Chúng tuyên bố muốn hòa bình với các nước nhưng liên tục thúc đẩy các cuộc đụng độ ở biên giới. Nghiêm trọng nhất là cuộc tấn công sang vùng biên giới Tây Nam Việt Nam thảm sát dân thường. Quý vị thân mến, có đến 2 triệu người ở Campuchia chết dưới chế độ Khmer Đỏ trong giai đoạn 1975-1979. Nhiều lãnh đạo chủ chốt của Khmer Đỏ đã chết mà không bị xét xử, bao gồm thủ lĩnh Pol Pot chết vào năm 1998.